Bên mình chỉ có bán bét to thôi hả anh, súng lớn thôi hả anh? Súng nhỏ cũng có chứ. Tại có một thầy giáo mà hỏi là máy bơm bốn ngựa Bốn thì ngựa dùng cái loại nào? à? Máy bơm bốn ngựa ấy thì thường là bơm điện một pha, có thể là hỏa tiễn hoặc là của bơm chìm. Thì đi vào đây anh chỉ cho cái bếp tưới bốn ngựa đây nhá. Bơm bốn ngựa rất là nhiều bếp ở đây, đây này, bếp đây ở đây rất là nhiều bơm bốn ngựa nhá. Đây lấy cho thầy con em một cái này, đây lấy cho thầy con một cái đây nhá. Cái bếp này á, nó xài từ một ngựa rưỡi, hai ngựa cho đến năm ngựa, điện một pha nhé, chủ yếu điện một pha. Nó bơm hỏa tiễn hay là bơm 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 chìm đều được hết. Một nếu mà mạnh ấy, ở gần máy bơm ấy thì dùng hai cái, còn nếu mà ở xa máy bơm ấy thì dùng một cái. Cái bếp này á, nó có một cái ưu điểm đó là cái họng này nó có bốn cỡ họng 10, 12, 14, 16, 18. Thì nếu như mà máy của thầy mà bốn ngựa mà dùng một cái ấy, thì mình dùng họng to ra, họng 16. Còn nếu mà ở gần máy bơm ấy mà máy thầy mạnh quá ấy, thì bơm 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 chìm ấy mà mạnh quá thì thầy dùng hai cái một lần tưới nhé, hai cái một lần tưới. Và cái hàng bên mình á là luôn luôn có mã quét QR code nhé, hàng chính hãng luôn luôn có cái mã QR code để cho nó về trong nó có hướng dẫn sử dụng. Cái bếp này ấy, thì nó có cốt đồng cho nên là nó rất là bền nhé. Và những cái phụ kiện ấy, giả dụ như cái này này, hôm nay nó gãy hay là cái núm nhỏ hay là cành này đều có hết, và cánh này đôi khi gãy là có. Bảo thầy là thầy nên mua những cái cây bếp nào mà nó có sẵn hàng ấy, đôi khi nó gãy còn có cái thay thế, chứ thầy mua cái hàng độc quyền ấy, gãy là phớt à. Đôi khi nó đắt hơn nhưng mà tưới cũng chỉ ngang vậy thôi, nhưng mà đôi khi nó hỏng ấy là không có đồ thay thế là phớt đi nhé.